Hello, xin chào anh em. Hôm nay chúng tôi đang có mặt tại vườn cà. Cà phê phê. Đây là những cái trái cà phê chín cực kỳ ngon nha. Nhìn thế này. Cà phê mà chín như thế này là chất lượng cho cái chất lượng rất là ok này. Đó, anh em thấy không? Chín rất đều. Nói về cà phê mà chín thế này thì uống cà phê dân Sài Gòn uống cà phê mà uống cái loại này thì là chỉ có ngon trở lên, chứ ai nói là kinh doanh cà phê cũng được. Cây này chín đều cực kỳ luôn, cũng đáng ở trong cái quá trình là thái tròn từng cây cho nên là cà phê rất chín và chất lượng. Đấy, đây là ông bà ngoài. Ngoài hiện tại ông bà ngoài có tầm khoảng 2000 gốc chứ bao nhiêu đâu. Đó. Bên này cái này cũng rất chất đẹp, nhưng mà cũng nó chưa chín cho nên là chưa có hái. Thì sẽ những hái tròn những cây nào chín hái trước. Bên này nó hơi ngược ánh sáng. Em nghe thấy không? Ok, cà rất ok nha. Hôm nay có dịp về trải nghiệm hải cà ở Đắk Sắc. Đắk Nông. Thì cũng vừa là cái dịp về trải nghiệm cũng như là tham quan cái vườn cà phê để cho cái quá trình cũng như là kinh doanh cà phê của anh em ở Sài Gòn. Về đây là không phải chín mà là quá chín luôn. Rất là chín rất đều. Tại vì cũng nó hải tròn cho nên là cho chất lượng cà phê là ok. Đó, đây là cái cách hái cà phê này, thì người ta phải cầm từ trong cành ra mà tuốt. Đó. Tuốt ra cho lúc nào mà cà phê nó cái hạt nó chảy hết rồi thôi. Cho một like và một đăng ký kênh YouTube để xem những video mới nhất nha. Video trải nghiệm. Sắp tới sẽ có nhiều cái video hơn, ví dụ như là video nói về cái hoa giấy. Những cái hoa giấy mà đổi cổng hoặc là đổi cái nhà thì quá đẹp nha. Cho cái giá trị trung tâm cao. Đây. Cái cành cà phê là nó phải mọc như thế này nha. Thì cái trái nó sẽ mọc những cái cành như này và ở trước này là một lá hơn, chưa là hay là đẹp nha. Đây là cái cành hải này thì mình cầm từ trong nha, cầm từ trong rồi tuốt ra, đó nó để rơi hết, tại vì đã chín cho nên nó cũng dễ hái, đã xanh thì nó dài. Trước ở trên YouTube là có một cái đoạn video là hải cà nhưng mà nhảy theo điệu nhạc luôn, nhưng mà như vậy thì tổn cây lắm, tổn hại cái sức khỏe của cây cà lắm, cho nên mình hiền thôi, mình không nhảy, mình hái từ từ thôi, cũng hái tròn chứ không phải là như ở dưới này là có một cái chòm này, chòm non thì còn rất xanh mà trái rất ok này, nhưng mà mình vẫn để đó chưa hái. Đó, cái này thì nhưng mà có khi nào mà mình chưa hái mà quên sót ông bà không luôn hả? Đấy, kiểm tra từng gốc lại đúng không? Sót thiệt chứ, cả 2000 gốc lận mà. Đó, cái cành này thì do là cành chiết nó non lực nó ra sau mới ghép ghép giống, cái này là ghép giống khác cái cây này luôn hả, trên cây cũ hả? Thì giống ghép cho nên nó còn trẻ thanh niên đó, cho nên tải nó to dữ không? To lượng không? Xem mọc từ gốc luôn, mọc hết luôn, chỗ nào nó cũng có trái luôn. Đó. Đứng tiếc. Nói chung là cũng muốn cắt cái cây cành cũ để cho cái cành mới nó có lực, nhưng mà cũng hơi tiếc. Ví dụ như là năm nay mà cắt thì
thầy tải như thế này thì cũng hơi tiếc thiệt này. Đó. Đó, nhưng mà cỡ còn hết mùa nữa thì cũng cắt thôi. Hết mùa rồi cũng cắt thì để lấy chỗ, lấy sức lực cho những cành mới. Vì như cành mới thế này thì nhìn không tiếc đâu. Đó, những cành mới thế này thì nhìn cỡ mày cũng tiếc nha. Làm cho một cái gốc mà làm cho còn ba nhánh như thế này thì là ok này. Đang muốn bon bon nữa vẫn chưa có quyết định cắt được. Như cành này thì quá tuyệt vời. Trời anh em nhìn nhá. Đây là mình đang dùng cái iPad mini 4 để quay, chất lượng hình ảnh nó cũng tương đối thôi nhưng mà rất là ok. Đây là cái dấu ghép này. Thế này là ghép một cái cành mới nó non trẻ hơn và ghép trên một cái thân gốc cũ. Đấy, vừa trên cái nền tảng của gốc cũ đó thì cái cành mới non trẻ này nó có lực hơn. Thì cái kiểu ghép này nó sẽ nhanh hơn là trồng cây mới ấy, ba nhỉ? Bồ đề tốt là cây nào còn khỏe khỏe đúng không? Ghép này nó nhanh hơn là trồng cây mới. Trồng cây mới nó phải 2 đến 3 năm mà. Đó, những cây ca như chất lượng như thế này ấy, thì hết sẻ luôn nha. Đây, thì cũng đang đánh cho nên là chưa vào đại mùa cho nên là chỉ có là hái tròn thôi. Rồi gốc nào chín thì mình hái. Còn mà cái lúc mình vào đại mùa rồi ấy, thì chấp nhận là phải hái ở cái mức trung bình khá đến chín thôi. Đó, anh em thấy nha. Đẹp vì như cây này nha. Đó. Cây này cũng đẹp. Wow. Những cái cành cà phê luôn nha. Đẹp nha. Tại nhà con là chi phổ xuống mà con thấy thèm rồi. Đó rực luôn. Đỏ hồng màu luôn nhá. Rồi những cành ca này. Đó. Anh em ơi cho một like đi. Đó. Đây à. Đây là vẫn chưa có hái được nha, nó vẫn chưa có chín hết nha, nó mới khoảng 70% thôi. Đó. Như cây này thì đúng là tuyệt vời. Cây này tuyệt vời. Thấy hai ông bà đang hái cây này, cây này thì nó cũng tương đối thôi. Không nhìn vậy chứ ở trong nó cũng thấy lắm. Đối với những cái cây ca thấp ấy thì đừng ở giữa hái nha con, nhưng đối với những cái cao thì mình phải dùng thang. Thang này là thang từ hà từ làm luôn vậy. Ghế này. Từ hà từ làm luôn, nói chung là nông thôn mà tận dụng được cái nào thì tốt cái đó. Đấy là cái cách hái ca nha. Mình tuốt từng cành một cho nó hết thái thôi nha. Tuốt từ trong tuốt ra. Nhưng mà anh em nhớ là phải mang bao tay nha, không là tối về là cứ ù lên luôn á, chai luôn á. Đặc biệt là có những cái cây ca nó có những ổ kiến và phải xử lý kiến trước nha, chứ không là hái không được luôn. Kiến cắt chít luôn. Đó, thấy không? Quá đẹp nha. Hôm nay mình đã quay được 9 phút rồi. Dân bản chuyên cho nên không cần bao tay luôn. Dân Sài Gòn về chủ quán nó cũng cần bao tay đâu. Tối về chai là biết liền này. Okay.
nhanh nhanh về mà tôi thăm cháu, cháu đi tôn, đi về rồi nha. Về rồi mới gặp Liêm ở trên trên cà phê của anh Dương ấy. Ờ, tại vì Liêm vô rồi để chở xe về á. Cho gì em Huệ à? Bị ở Huệ Hiếu không có khăm biêu ga gì đó. Khăm biêu ga à. Đó, cái cây này cũng cải cũng nhiều này mà nhưng mà nó còn xanh. Cái này khoảng mấy ngày nữa là ok, khoảng tuần nữa cũng ra bán ạ. Hai tuần nữa lắm à. À, tức là cứ là hai tròn lai 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 là khoảng trong hai tuần nữa là cũng hết. Gốc này là gốc khá xanh, xanh xanh. Bây giờ đi một dạo một vòng xem cái có gốc nào ok nhá. Gốc này thì hết sẻ rồi nha. Ơi, gốc này thì hết sẻ nữa nha. Nhìn một cái màu đỏ hồng mau cực kỳ đẹp. Còn gốc này thì còn xanh nhưng mà củ cả rất nhiều này. Đây đây. Hello, xin chào anh em. À, đây là những gốc cà phê. À, cà phê này. Cà phê này cái tên của nó là gì ba nhỉ? Roberta. Ở vùng mình cái loại Roberta là chính này. Còn ở Đà Lạt là như là Arabica nhiều. Thì cũng may là ở kinh doanh cà phê cho nên mới biết được cái dòng này dòng kia chứ không là bị câm luôn nha. Đấy, cái hương vị của Robusta này thì nó thanh, đồ đậm, đồ đắng mạnh và thơm. Còn cái vị của Arabica thì có một vị chua nhẹ và vị đắng thanh, đắng vừa. Nó cho hai một vị. Nếu với những người thương gia thì có thể hòa trộn giữa các cái vị này để cho ra một cái chất lượng chung. Mà cái thân gốc của cà phê này nó cũng đẹp nữa. Đó, anh em thấy không? Cái thể gốc của nó rất chi là đẹp. Rồi, từ đây lên ha. Từ cái nhỏ lên này. Từ cái nhỏ lên để sau đó lên được cỡ nào thì người trồng cà họ sẽ chiết lại để nó phân tán cành ra. Đấy, anh em thấy không? Cà phê không? Đó, đẹp không? Này cũng rất là nhiều trái này. Thì nói chung là mới xuống vườn của ông bà ngoại được một mới khoảng 15 phút nhưng mà thấy cái chất lượng ca của năm nay thì khá là ok. Cho sản lượng khá là đồng đều và chất lượng trái khá là nhiều.